Sao cô không uống thử trà này đi, rồi rất thích uống loại trà này đó. Người giúp việc trong nhà cũng biết ảnh thích uống loại trà gì mà. Nói thật nha, lúc tôi ở Benjo còn sớm hơn cô quen ảnh. Tôi hiểu rõ tính của ảnh, cũng đâu có gì lạ. Tôi mới là vợ của Mã Diệu Tổ, tôi mới là người hoạch định tương lai cho ảnh. Tôi mong trong khoảng thời gian ảnh kháng cáo, không nên có bất cứ tin tức xấu gì truyền ra ngoài. Chi phiếu đâu? Hả? Những lúc như vậy không phải giống như mấy bộ phim cổ lỗ sĩ, bà lớn sẽ lấy ra một tờ chi phiếu rồi kêu Tiểu Tam rời xa chồng mình sao? Cô thừa nhận cô là Tiểu Tam rồi à? Cô đang nghĩ lấy bao nhiêu tiền chưa? Hay cô coi đoạn phim này trước, rồi suy nghĩ coi có trả nổi số tiền này cho tôi không? Ba ơi! Bye bye! Má đâu rồi? Má đâu? Hả? Diệu Tổ Jojo nhìn bên này nè. Yeah.